Chào các bác xem video. Giới thiệu cho các bác một loại thuốc trừ nấm bệnh rất hiệu quả. Đây là hai hoạt chất phối hợp mạnh nhất thị trường. Loại này các bạn phun không hết đấy thì sẽ khó có loại thuốc nào có thể trị được. Phổ rất là rộng, các bạn trị được hơn 100 loại nấm bệnh khác nhau mà công ty không đăng ký hết được. Thì khi các bạn phun và quan sát là cái vết bệnh nó sẽ nhanh khô, nhanh khỏi. Và trong quá trình chúng ta phun đã phòng ngừa rồi thì cây chúng ta lá nó không bị đốm, nó không bị bệnh, lá nó xanh bóng, năng suất. Sản phẩm có tên là Avatop 600 VKG dạng cốm, còn để tan hết không bụi nhé. Thương hiệu của Vinh Thanh. Các bạn nếu tiếp xúc thuốc nhiều, các bạn nhìn hoạt chất và hàm lượng, các bạn biết nó mạnh như nào rồi. Hiện nay chưa công ty làm được. Thành phần thứ nhất là azoxystrobin là 20%, các bạn rất là cao, và dimethomod là 40%, phụ gia đặc biệt là 40%, cộng hai hoạt chất chính và là 60%, các bạn nhé. Khô nhanh vết bệnh chỉ sau một lần phun. Đấy, có sao thì công ty người ta ghi như vậy, các bạn rất là mạnh. Khối lượng tịnh là 100g. Những cái cây mà dưa leo bầu bí ấy, khổ qua và những cây la ghim ấy, những cây mà nó dễ bị nấm bệnh tấn công các bạn, đặc biệt là bệnh sương mai ấy, thì cái loại này rất là mạnh luôn nhé. Chúng ta phun là thấy nó đứng liền. Sản phẩm là thuốc trừ bệnh phổ rộng, công nghệ sản xuất hiện đại với sự phối hợp của hai hoạt chất trừ bệnh hiệu quả nhất hiện nay. Avatop 60 VKG có đặc tính là nội hấp, thẩm thấu, lưu dẫn mạnh, vận chuyển đến tất cả các bộ phận cây trồng. Hướng dẫn sử dụng là 150g đến 200g cho 200 lít nước. Chúng ta phun phòng thì một gói rưỡi này. Từ một gói một gói rưỡi còn nhé, để cho tiết kiệm là 200 lít. Còn đặc trị mà bệnh nặng các bạn kháng thuốc ấy, mà các bạn dùng các loại nấm mà không khỏi ấy, thì chúng ta sẽ dùng 200g là hai gói này cho 200 lít nước. Đây là cứu nguy các bạn nhá. Khi mà cây trồng chúng ta bị kháng thuốc hoặc là thuốc các bạn dùng đang yếu ấy, thì các bạn sẽ chuyển sang dùng loại này rất là mạnh. Đối tượng đăng ký là dưa hấu, sương mai. Đấy, dưa hấu với sương mai rất nhiều. Sương mai là một cái bệnh rất khó chữa các bạn nhá. Nếu dùng thuốc thông thường thì không thể mà hết được. Nó sẽ làm cháy dây, vàng lá, đốm lá, thôn đọt, không đo hoa, không đậu quả là cái sương mai này. Trên những cái dưa các bạn nó bị sương mai rất là nhiều, mất năng suất. Các bác hay gửi hình cho tôi á, thì các bạn dùng loại này nhé. Phun là 400g trên hecta, lượng phun là 500-600 lít hecta. Cái này liều tính trên hecta các bạn nhé, tính tương đối. Sử dụng vào lúc mà nắng ráo. Cái này nhập khẩu phân phối công ty Vĩnh Thạnh ở Long An các bạn nhé. Sản xuất là công ty đây này. Đó. Sản xuất tại China, Trung Quốc, nhưng mà hàm lượng rất cao các bạn. Trung Quốc các bạn mua đúng hàng ấy thì rất là chất lượng nhé. Và đặc biệt là một cái công ty nhập khẩu phân phối uy tín ấy các bạn, thì người ta không trà trộn gì cả. Nó đảm bảo chất lượng là tốt nhất. Hiện nay thì ở Việt Nam các bạn thuốc về thực vật là trên 80% ở Trung Quốc. Quan trọng là nhập lại 1, lại 2, lại 3 thôi. Đấy, để cho nó khi các bạn dùng nó chuẩn, nó cứu nguy kịp thời. Thì ngoài ra thì cái hoạt chất này các bạn, sản phẩm này có thể phun mà rửa vườn, có thể phun bảo vệ bông những phần non, ví dụ bông bưởi, bông cam, bông xoài, bông điều, bông chôm chôm, bông vải, bông nhãn, bông sầu riêng, bông cà phê, tất cả loại bông mà bị mưa hoặc bị cháy ấy, thì nó trị cả thắng thư gọi nhá, phấn trắng và ghẻ trái, thối trái. Tại vì nó trị hơn 100 loại nấm, tuy công ty không thể đăng ký hết được, tại vì mỗi lần đăng ký khảo nghiệm rất là lâu các bạn và rất tốn kém. Các bạn phun lên cây trồng nó sẽ bảo vệ, diệt, phòng và trị nhá, thì các bạn cảm nhận là nó sẽ năng suất hơn, lá cây nó mướt hơn, nó xanh bóng, không bị đốm lá là được. Khi tôi hướng dẫn các bạn thì các bạn sẽ phun thử xem tôi nói có đúng hay không. Và mùa mưa đặt quả cao thì chúng ta sẽ tiết kiệm thuốc bằng cái trợ dẫn Q7 này các bạn này, hai con trâu húc đỏ này. Thành phần của nó là bolatin neoxy 100%. Đây là hình minh họa sử dụng trên lá chuối. Lá chuối các bạn biết là nó bám
rất khó bám thuốc, nó rớt thuốc rất là nhiều và nó khó hấp thụ thuốc, thì cái loang trải thấm sâu này các bạn này, bám dính này, nó sẽ giúp bám thuốc tốt này, thấm sâu tốt, hạn chế rớt thuốc. Và đặc biệt là các bạn phun sau khi mà trời mưa ấy. Bình thường các bạn phun thuốc thông thường thì nó nửa tiếng nó mới khô đúng không ạ, còn cái này các bạn phun xong 15 phút nó khô, nó thẩm thấu vào lá là nhanh, nó đỡ bị rửa trôi và nắng thì nó đỡ bốc hơi các bạn, cho nên tăng hiệu quả thuốc gấp 2-3 lần, tiết kiệm. Q7 này có thể pha chung với lại tất cả thuốc khác, thuốc sâu, thuốc nấm, nhện đỏ, đẹp sáp, thuốc trừ bệnh, phân bón lá, thuốc trừ cỏ đều tăng hiệu quả cao rất là nhiều. Q7 này có thể thay cho thần điêu mà tôi giới thiệu trên video nhiều ấy, tại vì cái này tôi đã test rồi, hiệu quả rất là mạnh. Chai 100c chúng ta pha được 400-500 ml nước. Đây không phải là bám dính nhé, nhiều bác hỏi đây có phải là bám dính hay không, không phải bám dính các bạn. Nó cũng có bám dính nhưng mà không phải cái bám dính 1 lít ấy. Bám dính thông thường 1 lít các bạn pha chỉ được có 400-500 ml nước đâu, nhưng cái này 100c các bạn pha được 500 lít. Các bạn biết là nó không phải là bám dính mà là thấm sâu trợ dẫn, nó phụ gia thuốc. Thì các bạn pha một cặp này đây, pha chung với Avatop này, ứng dụng để trị bệnh các bạn, cho nó hiệu quả nhanh và hạn chế rớt thuốc, hạn chế bị mưa rửa trôi. Nếu bắt đầu làm la game thì chúng ta có thể dùng cái thuốc này, khi mà chúng ta xem được cái video kênh Adilite Adivlog, chúng ta áp dụng phòng ngừa và đặc trị nhé. Và đặc biệt là các bạn có thể phun cho cây ăn trái cũng rất là tốt, bảo vệ rất là lâu, cây nó không có bị vàng lá, không có bị ghẻ, rất nhiều tác dụng. Và kênh Adilite thì chia sẻ thực tế, không bỏ tiền lên chạy quảng cáo, không tài trợ, không chia sẻ lên trên Facebook, TikTok hay Zalo. Đăng ở đây thì để bác nào xem được ấy, thì các bác áp dụng. Và chúng tôi thì cũng không không có ekip các bạn, không có nhóm ekip, cho nên là chia sẻ những gì cần thiết thôi. Những cái gì mà cần thiết thì tôi chia sẻ nó đầy đủ trên kênh rồi, các bạn có thể xem và áp dụng. Nhiều bác hỏi là kênh tôi ít đăng video, tại vì tôi đã chia sẻ cảm thấy nó đủ rồi, nên là cũng hạn chế đăng. Cái gì mà nó mới cần thiết ấy, thì chia sẻ cho bác nào đăng ký kênh hoặc là theo dõi được cái video này thì các bạn có thể áp dụng. Và hàng này thì bán khá phổ biến nhé, rộng rãi. Có đăng ký Bộ Nông nghiệp thì tôi chia sẻ cho các bạn, các bạn có thể mua hàng này ở cái chỗ hàng Bộ Nông nghiệp, còn nếu chỗ các bạn không có thì các bạn có thể mua hộ nha, tôi sẽ ship tận nơi cho các bạn, gửi bên chuyển phát. Để mua hàng thì các bạn có thể nhắn tin Zalo số điện thoại là 0967 800 229, chúng tôi sẽ tư vấn và xin địa chỉ hàng cho các bác. Cảm ơn các bác.